Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình đi hái bơ các bạn ơi. Rồi mời các bạn xem theo tôi đi hái bơ nhé. Đây là đấy, năm nay thì cái vụ bơ đầu tiên này. Không bán đâu các bạn, hái để về nhà ăn các bạn ơi. Đó. Đây các bạn xem đây. Đó. Những cái ruộng này đi hái bơ các bạn ơi. Các bạn xem nhé, đi hái bơ nhé. Đầu mùa ấy đợt vừa rồi bị gặp trẻ hạn hán rất lớn không được các bạn ạ. Cái quả này nó bị xấu ấy. Với lại nhà mình cũng là năm nay cũng cái vụ đầu tiên trái ít quá, nó cũng không bán đâu để hái để ăn các bạn ạ. Cái giống bơ này ăn rất là ngon các bạn ạ. Vừa rồi mình cũng và hai quả ăn ngon lắm, ăn thì như nó dẻo dẻo anh, giống như cái bánh gạo nếp các bạn ạ, rất ngon. Trong cái thịt có màu vàng rất là đẹp các bạn ạ. Mình phải hái để ủ, hai bên nhà ủ tầm khoảng 4 đến 5 ngày thì hết chín rồi các bạn, nó mềm, 5 ngày nó sẽ mềm rồi. Không thấy ăn là rất là ngon các bạn ơi. Đó. Đây này chỉ có mấy quả thôi để ăn thôi, không có bán nữa các bạn ơi. À, được mấy cái một rổ rồi các bạn ạ. Cái quả này vẫn còn non, nó chưa chín đâu, quả nó chưa hái đâu các bạn. À, đây năm nay thì để ăn thôi, không bán được các bạn. Bây giờ xuống là cái cây phía dưới có mấy quả nữa để hái cái cây dưới này, lên nặng rồi.
các bạn xem đây. Phía dưới họ đang mũ ao các bạn này. Năm nay trời hạn hán kéo dài quá, không đủ nước thì họ lại múc thêm ao các bạn này. Giờ đến cái cây này nó sẽ quả to hơn các bạn ơi. Để hái thêm mấy quả nữa. Để bắt đầu mang về ủ. Đây, các bạn xem đây. Sẽ to hơn. Đó. Rồi. Hái thêm mấy quả thôi. Đây còn 2 quả. Các bạn xem đã. Hai quả này nó rất là dài nhé các bạn nhé. Đây là dài nhá, dài như quả mướp đấy các bạn ơi. Đó. Đây là 2 quả, hái chừng này thôi sẽ đủ cả nhà ăn mấy bữa luôn. Đây. Đó. Sau gần 3 năm trồng, 2 năm dưới gần 3 năm ấy, sẽ có bữa ăn rồi các bạn ạ. Đây. Cây này có ít lắm. Cây này vừa rồi nở hoa ấy, nó gặp một khô không tưới được nước thì chỉ có mấy quả thôi. Phía dưới không có mấy quả đây. Đây còn nhỏ lắm, chưa lớn được các bạn. Đấy, ở đây còn có 4 quả. Đấy, quả này còn nhỏ xíu à. Mấy quả này to hơn trước, quả này chưa chín được, còn non quá. Đây 5 quả. Mấy quả này là hết rồi đấy. Cây này hết rồi đấy. Còn cây ở trên này mình đang hái vẫn còn nhiều các bạn ạ, nhưng mà còn nhỏ lắm. Còn một cây nữa ở bên kia thì vẫn là quả nhỏ xíu như thế này, quả giống như thế này. Cái đấy chắc là tầm khoảng hơn 1 tháng nữa nên mới hái được các bạn ạ. Trồng thì nhiều nhưng mà năm nay chỉ có 3-4 cây có quả rồi. À, đây các bạn xem này, giống bơ này ăn rất là ngon nha các bạn nhé. Mình mới mua cây con về trồng mình cũng không chưa được ăn lần nào ấy, mình cũng không biết là cũng tưởng là cái cây bơ này ngon như vậy các bạn ạ. Năm nay lại lên giá hình như là ký 80.000 rồi các bạn ạ. Ít quá, năm nay thì nó đậu ít thì chắc là lên giá đấy. Mai nhà mình không phải mua, muốn ăn thì nhà mình có rồi. Trồng trên vườn thì ăn mấy quả thì nhà mình tự lên vườn hái luôn các bạn ạ. Chào các bạn nhé. Hôm nay thì tôi cũng ở nhà không làm gì thì cũng không đi đâu làm được video ấy. Mấy hôm nay thì cũng là mùa này là có dịch bệnh nữa thì ở nhà thôi, không đi đâu đấy, để lên vườn hái bơ để về nhà uống thôi các bạn ạ. Lúc nãy là cách đây tầm khoảng một tiếng đấy, mua một cân mưa rất là to các bạn ơi. Đây Lâm Tùng ở đây thì mua được 4 cân 5 cân mưa rồi.
Bây giờ các bạn xem đây, đất rất là ẩm rồi. Giờ thì khỏi lo tưới đấy các bạn ơi. Bây giờ chỉ có mua phân để bón cho chăm sóc mấy cái cà phê là thôi, để chăm sóc cây cỏ thôi. Rồi khỏi lo tưới nữa. Rất là vui các bạn này. Đây. Rất ẩm lắm này. Đó các bạn xem đây, cỏ nó đã bắt đầu nảy mầm luôn đấy các bạn ơi. Đây. Các bạn xem là cỏ nảy mầm luôn đấy. À, bắt đầu chuẩn bị một đứa cỏ bắt đầu lên rồi các bạn ạ. Như thế nào là mừng rồi các bạn ơi. Khỏi tưới nữa. Xin chào các bạn. Tôi sẽ kết thúc video tại đây. Tôi xin hẹn lại các bạn ở cái video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt.